Xin hân hoan chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yêu Làm Đẹp của mình. Và video này mình sẽ chia sẻ nhanh với các bạn về những cách để giúp trị thâm quầng mắt dành cho những bạn nào mà thường xuyên thức khuya, mắt bị thâm quầng kiểu panda á. Thì mình sẽ có hai cách, một là sử dụng nguyên liệu tự nhiên, hai là sử dụng mỹ phẩm. Thì tùy các bạn chọn lựa những cách nào phù hợp với bản thân. Đầu tiên sẽ là cách sử dụng nguyên liệu tự nhiên mình thường dùng nhất, đó chính là củ khoai tây. Rửa sạch một củ khoai tây và cho vào tủ lạnh ngăn mát để qua đêm, sáng hôm sau lấy ra, cắt thành từng lát mỏng để đắp lên trên vùng da quanh mắt. Khoai tây có chứa các vitamin B1, B3, B6, vitamin C kết hợp với các khoáng chất và hoạt chất chống oxy hóa, giúp trị thâm, làm trắng da, làm chậm quá trình lão hóa da và giảm các nếp nhăn. Để đạt được hiệu quả thì chúng ta cần phải có sự kiên trì đều đặn mỗi ngày một lần mỗi buổi sáng khi thức dậy, đắp một miếng khoai tây lên trên mắt và giữ khoảng 15 đến 20 phút để cho mắt được thư giãn và các hoạt chất trong khoai tây có thể thấm vào trong da và phát huy được cái công dụng trị thâm và làm sáng da. Bằng cách sử dụng khoai tây lạnh để đắp lên mắt như vậy thì nó sẽ vừa đồng thời giúp cho các bạn giảm thâm quầng mắt và cả giúp giảm sưng búp mắt vào mỗi buổi sáng khi thức dậy. Trong một số trường hợp, những bạn gái nào mà có cãi nhau với người yêu, có khóc lóc vào đêm hôm trước thì sáng hôm sau thức dậy sẽ thấy tình trạng là mắt bị sưng búp lên rất là xấu. Thì nếu các bạn áp dụng cách dùng khoai tây lạnh để đắp lên như thế này, nó sẽ giúp cho mắt của các bạn giảm sưng rất là nhanh. Thì đó là cách tự nhiên, còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng mỹ phẩm để giúp làm giảm thâm quầng mắt một cách đơn giản hơn và tiện lợi hơn. Đây là kem trị thâm quầng mắt ASC của Hàn Quốc. Cái kem này thì nó cũng khá là nổi tiếng rồi và mình thấy là giá của nó thì rất là bình dân. Một tuýp kem 12ml nhỏ thì có giá tầm khoảng 100k. Nếu sử dụng mỗi ngày 2 lần thì có thể dùng được tuýp này khoảng 2 tháng. Thành phần đặc biệt của loại kem này là có collagen gần giống với collagen của con người nhất, giúp cho da có thể dễ dàng hấp thu collagen này một cách tốt nhất, tạo cho da một sự săn chắc và đàn hồi, trẻ hóa da và giúp dưỡng trắng da, trị thâm. Với thiết kế dạng tuýp như thế này thì rất là dễ cho việc sử dụng, các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh được cái lượng kem ra vừa phải, cũng như là có thể tiện lợi khi mà đem theo khi đi du lịch hay là bất cứ đâu. Chất kem màu trắng sữa, không quá đặc cũng không quá lỏng, có thể dễ dàng tán đều ra và thấm tương đối nhanh. Và để các bạn có thể thấy rõ hơn về hiệu quả của kem trị thâm quầng mắt ASC này thì mình đã có quay lại cái quá trình lúc mà mình sử dụng để trị thâm quầng mắt. Vào thời điểm đó thì mình có thức khuya để cày phim Diên Hy Công Lược. Phim này thì cũng quá là lâu rồi và rất là nhiều bạn đã xem rồi. Tuy nhiên là do mình không có nhiều thời gian, bây giờ mình mới xem. Thì lúc đó thức tới có khi là 2 giờ sáng mới ngủ cho nên là mắt bị thâm quầng. Tuy là không quá nặng nhưng mà nó cũng khiến cho mình cảm thấy khó chịu và làm cho da của mình kiểu như là bị xấu đi đó. Cho nên là mình có sử dụng cái tuýp kem trị thâm quầng mắt này và mình có quay lại cái quá trình đó, mời các bạn cùng xem lại nhé. Hiện tại là 7 giờ sáng thứ hai ngày 21 tháng 9, mình vừa mới thức dậy. Mắt của mình bây giờ vẫn còn hơi bị búp và bị thâm quầng nữa. Do thức khuya cho nên là nổi hai cục mụn nữa đây nè. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu sử dụng kem trị thâm quầng mắt này để bôi lên trên cái vùng da bị thâm quầng mắt. Các bạn có thể sử dụng kem này để bôi lên trên cả toàn bộ gương mặt cũng được nha. Với những bạn nào mà bị thâm mụn thì dùng cái này nó vẫn có hiệu quả. Mình bôi kem nhiều một chút và bôi cả lan ra ngoài cái vùng da bị thâm quầng mắt một tí xíu để đảm bảo là cái hiệu quả trị thâm quầng mắt này nó sẽ tối ưu hơn. Mình dùng mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng buổi tối để xem kết quả như thế nào. Bây giờ là ngày 13 tháng 10 và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem kết quả luôn. Hiện tại tình trạng thâm quầng mắt của mình giảm được khoảng 50-60% và mình nghĩ là vẫn phải tiếp tục sử dụng để cải thiện thêm nữa. Và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về những cách trị thâm quầng mắt mà mình đã từng sử dụng và mình cảm thấy hiệu quả. Còn những bạn nào mà có những cách nào khác hay ho hơn thì các bạn có thể comment ở bên dưới để chia sẻ cùng với mọi người nha. Video của mình xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Đừng quên ấn đăng ký và bấm nút chuông để theo dõi sớm nhất những video sắp tới của mình. Cảm ơn các bạn.